Làm gì má? Làm dưa cải chua đặng vậy chơi con gái má đem về bển ăn. Sao má không để chị làm, má làm chi cực vậy? Trời mát anh ha. Bữa nay mới sáng thì mát. À nhưng mà thấy trời ui chắc bữa nay cũng không đến nóng. Nhưng không biết chút nữa trời nắng có nóng không. Chào cả nhà. Hôm nay thì mình đi xì phố các bạn. Lên chợ ăn đông để mua một ít đồ để mang về Canada các bạn. Hôm nay đi chơi quá trình luôn cũng chưa mua gì. Thì lên trên đó tôi mua một ít bánh kẹo hay gì đó, khô hay gì đó để mang về bển. Anh nghĩ mua kẹo dừa đó em. Dạ thì mấy lần trước mình về mình hay mua kẹo dừa mà trong công ty của ông xã lại rất là thích cho nên chắc mình mua thêm mua ít kẹo bánh rồi anh ha. Ừ. Rồi đi anh ơi, đi sớm về sớm. Rồi mời các bạn theo dõi hai vợ chồng mình. Thì sáng sớm mình ghé đây ăn cháo rồi đi các bạn. Đây là cháo lòng. Ngon mà. Bữa nay thì đi thành phố thì má đi theo chơi luôn các bạn. Ngon anh, hôm nay mình ăn đây hai lần á. Sáng ăn tô cháo nhẹ bụng anh. Bây giờ đây thì có cháo lòng có phèo các bạn, ngon lắm luôn. Kêu thêm dĩa phèo. Tô nữa hả? Wow. Kêu tô là anh thôi đi. Anh ơi, kêu thêm tô nữa anh. Không có lấy dầu chị. Không lấy dầu anh ơi. Ở bên kia thì cũng lâu lâu mình cũng nấu cháo lòng nhưng mà không có phèo các bạn. Vậy đây có phèo. Rồi mới đầy hết tô rồi. Đây là tô thứ hai. Bữa nay mấy tô anh? Bữa nay mấy tô? Hôm qua anh ăn 3 tô phở các bạn. Hôm qua anh ăn 3 tô phở, một cái bánh tiêu, cái bánh chuối chiên, hai ly trà đá, rồi thêm một ly nước mía nữa. Hết tới chiều luôn. Có lên cân không? Chưa lên. Chắc tại là ở đây thì nó nóng, nó đổ mồ hôi các bạn cũng đỡ. Đi trên đường thì ghé lại mua xôi các bạn. Mà ông nông dân mới mua hai dĩa, một cái là xôi mặn, cái xôi ngọt mà anh mới đem ăn hết cái xôi mặn rồi, ý xôi ngọt rồi thì mua thêm. Rồi là xôi lá cẩm cuốn trong cái bánh tráng bỏ nước cốt dừa. Chị mới mua một mớ bánh cam. Thôi, em nghĩ chắc đủ rồi. Nhiêu gói anh? Nhiêu gói chị? Ủa 10 ngàn gói hả? Ồ, hẹo quá ha. Nữa không? Cho em gói nữa đi chị. Xôi này, xôi ngọt có 10 ngàn gói rồi các bạn. Có xôi đá cẩm, xôi nếp than, xôi đủ thứ rồi cuốn trong cái bánh chén, bỏ nước cốt dừa. Bỏ dừa sát lên. Để mình tụi mình về đây thì thích ăn những cái món giặt vậy cho. Trả tiền, trả tiền, trả tiền. Lấy không trả tiền bị đòn nha. Đó, ông nông dân mới mua chưa làm, mới chưa làm xong nữa mà anh ăn xong một gói xôi ngọt rồi các bạn. Bây giờ lên xe đi tiếp. Ngon không? Hôm nay mới được ăn xôi. Lâu quá kiếm ngoài ngoài mà không có xôi ăn. À này. Trời ơi, bán ngon quá trời. Tại không nói chứ xôi này đi ăn. Xôi mà mua buổi trưa đó, mấy người bán buổi trưa. Tối tối đi ăn giặt. Mấy người đó bán trưa. Thì tính bữa nào đi ăn giặt thử bữa. Đi đi. Ăn tùm lum la khỏi ăn cơm luôn á. Thì mời thêm 2 ký nữa nha, 10 là 6 nha 10. Ở đây là ông nông dân ăn xôi mặn rồi, ý xôi ngọt rồi. Sao à, ngọt. Bánh tiêu bánh bò. Ông dẫn ra chợ đêm á cũng trời nhiều. Ơi nó ăn rồi sao bây giờ không mà. Sao mà cái con nó đi lấy đồ chiều nay về ăn cơm sớm đi tối đi chợ đêm. Chợ đêm á ăn đồ lặt vặt nhiều lắm á. Lấy đồ ngay chợ đêm á ta.
xuyên qua đồ này kia nọ bán cũng được lắm, tối nó bán tầm lắm vui lắm á. Nếu mà đừng có mưa thì vui. À, này sao mặn. Này bánh cam nữa nè, muốn thử bánh cam không? Cái đó sao mặn nữa hả Trai? Sao mặn. Cái bạn có gì gì vậy? À, đủ thứ, chả chị thử à. Nó chả, lạc xưởng, cà bông. Lạc xưởng chắc ít khó à, lạc xưởng à. Cái này miếng gì nữa? Cũng ngon. Còn thêm nem nướng, nem chua. Đâu có. Má xôi chưa má, ngon không á? Không có, không có này phiên còn. Má xôi chưa? Chưa. Nè, bánh xôi quá trời nè, đó xôi mặn các loại, xôi đồ cộng, xôi xanh. Ăn đi, thấy rồi, tao thấy cho mặn. Nè, cầm đi. Ăn đi, đưa cho. Cầm đi. Chắc ăn sao mặn chứ. Lúc mà mua rồi thấy gặp quá trời của năm. Ờ, đây bánh cam rồi các bạn. Wow, lâu dữ rồi mới thấy bánh cam. Để cho Đắc ăn đi. Khỏi rồi, đi, ăn đi, ăn đi. Anh thử, anh thử bánh cam. Anh thử bánh cam à. Dạ. Chân biết cái đường này không? Đường gì anh? Đường này nè. Em không có coi nữa. Cái đường này là đường... hồi xưa mà cứ mỗi lần Noel nó làm, nó làm đèn từ dài đầu đường tới cuối đường luôn nè. Khu bình an Hồng Thái nè. Má ăn nữa, con nữa, má sơ ngọt à. Đẹp lắm. Ăn đi. Em đã làm đẹp lắm. Ở đây là kẹt đường hết, con không có chỗ chạy vô. Nguyên một con đường dài từ đầu đích đó, tới dưới đó luôn là nhà nào cũng làm hang đá hết á. Vậy hả? Mỗi nhà mỗi kiểu đèn, tao nói sáng chân đó. Ăn thử lâu dữ rồi mới ăn được cái bánh cam mà đúng cái của Việt Nam mà các bạn, là cái đường ở trên. Ngon không? Ngon, giống bánh cam. Không, ý nó giống như vậy, ngày xưa tết cam phải giống bánh cam chứ sao? Mình số mình nhỏ quá, nào nào nó nhớ. Cái giòn nó ngon không? Mấy cái xe, cái ông mấy ông chợ đó là hay ngon lắm á. Ừ, ngon. À, thì đã ông nói là ăn xong rồi nhớ tới đây kiếm tôi ngon, cũng nói vậy. Mấy cái người nhớ. Mà đây giờ có nhiều loại bánh cam lắm. Có loại bánh cam mà không có đường nữa các bạn, đường trắng gì đó. Nó có cả đường trắng gì đó. À. Thì mấy cái bánh này cũng rất là rẻ, chắc khoảng hình như là tùy theo loại ha, 5.000 đến 7.000 cái à. Còn xôi á, xôi ngọt thì 10.000, còn xôi mặn á là 20. Đó, rất là rẻ luôn. 10.000 á là chưa tới 10.000 là như ta? 70 sen. 70 sen chưa tới đồng các bạn, còn hai dạ. Còn 20.000 thì khoảng đồng mấy. Đó. Còn bánh cam này thì 30 xu. Ở bên bể có xôi mặn đâu vậy em cháu? Có chứ. Thì đây mình ghé cái chợ Tân Hương để mua mấy cái quần lót các bạn cho mấy bạn với mấy đứa nhỏ ở bển. Đi con. Dạ cảm ơn chị nha. Ở đây thì bán quần áo giày dép rất là nhiều luôn. Bây giờ thì tụi mình vô chợ An Đông để mua đồ các bạn. Thì chợ An Đông thì bán đủ thứ, cái gì cũng có luôn. Bữa nay đi thì có má, hai chồng mình đi DIY với lại chị Tư. Chỉ thêm thằng Ben nữa, sẵn có xe đi chơi luôn. Mệt không má? Hả? Má mệt không? Mày có lời kêu bảo làm cho mày lấy không? Có, chắc chút em lại kêu rửa ba cái đồ của em luôn. Thì đâm thì tụi mình xuống hầm các bạn. Ở đây thì rất là nhiều tiệm vàng luôn, nhất là vàng trắng ha. Thường tụi mình hay mua ở tiệm vàng Sài Gòn này nè. À, thường mình hay mua tiệm vàng trắng ở đây thì cũng chị này cũng rất là dễ thương. Thì thường tụi mình đi về bển thì hay ghé cái tiệm bà Tư Nem này các bạn, mình mua hồi xưa giờ luôn á, thì chỉ bán đủ thứ hết á, đồ thì cũng rất là uy tín.
ở đây thì có đầy đủ luôn. Tôm khô rồi, khô mực, khô bò, cái gì cũng có. Mắc rồi, nó nghỉ thôi má. Rồi mứt. Thôi chị. Thử đi. Dạ. Hai có măng cồng với ớt thì đủ á. Măng cồng với ớt. Măng cồng với ớt là nào? À. Là mứt dừa, mứt bí, rồi kẹo dừa, cái gì cũng có luôn. Ừ. Ở đây chị còn bán bánh tét không? Dặn mới có. À. Là biết sao mấy ngày này vắng nó thành ra mới đem ra. Cái này me giòn. Me giòn. Thử không chị? Đấy. Dạ. Nè ngon lắm. Anh giữ cái này đi uống nước đi. Cái ông Út kìa. Cay cay, ngon dạ. Tuyệt vời. Anh, vậy dẫn cái này ra ngoài uống nước rồi, đi. Rồi, cười nó sợ bỏ thiệt thôi. Ừ. Anh thử chứ. Thử không? Chị thử chị. Cho má thử đi. Me. Là cho bác thử thôi. Uống nước đi con. Cái này là gì? Me giòn. Mấy gói me giòn cho chị coi bự. Dễ. Cái này là một hộp một bịch vậy từ cái hả chị? 10 gói chắc phải bán 20 gói một bịch nửa ký á nè. Ký bịch gì nửa ký á. Me với xí muội. Ừ, có y em mới. Chơi chứ không có cỏ. Cho anh thử mảng cầu thử coi. Không có bỏ rồi con yên. Không có buồn. Này là mấy món này mới nè nha. Mới dạ. Me. Này là cái mình hay mua này nè. Này là cá cơm kho. Có hai đứa nào ngon quá trời luôn nè. Anh đã thử nè không anh? Cá khoai. Anh. Thử nè. Thử cá khoai đi. Khô bò rồi nè, thử đi. Nè mắng cầu xíu muội nè, ngon lắm hả? Nè mắng cầu xíu muội. Khác nhau nha. Má thử không má? Mắng cầu xíu muội. Chua chua, chua chua dễ ăn luôn. Ngon không? Ngon mà. Chắc này là ngon không? Còn lại muối ớt rồi nha. Ôi đầu trẻ này chắc. Đi đi muối cho con. Vậy. Dạ. Cái này nha. Này muối ớt. Ồ này khác nữa hả? À, mỗi cái mỗi ngon khác nhau, mấy cái ngon đồng đó, bữa nay mấy cái món mới không đó. Ừ, này ngon không? Nó sợ, nãy nó nghe nó bỏ nó sợ. Này ngon à? Thử không nè, chị? Đi qua nó hết thử được rồi. Mới làm đăng. Cái này là gì vậy? Mặn cầu muối ớt. Này ngon hơn. Mặn mặn nó ngon hơn. Muối ớt? Dạ. Hôm nay có mấy cái món này mới thì em bán được lắm luôn. Này nó có bịch sẵn vậy hả chị? Trong là nó có 10 gói á. Gói vậy là nửa ký. Ở đây thì mình ăn mình thấy có mảng cầu muối ớt với lại me giòn. Cái này có mảng cầu xíu muội rồi cũng rất là ngon các bạn. Cái này thì khoảng 150 nửa ký. 300 ngàn ký là khoảng chừng 300 ngàn khoảng là 20 đô một ký. Mảng cầu nào ngon? Thấy mảng cầu muối ớt ngon thì chắc thử đi. Nè, đầu tiên ở đây thì có bò khô mực nè, khô bò. Khô bò thì không có đem được về rồi. Ở chỗ đó đó anh coi đi. Ở đây thì tôm khô. Khô có sặc, khô có dứa. Chị lấy tôm đi, lấy tôm nó không xin sao. Tôm khô. Cái này là con ốc giác hả chị? Giác. Dạ. Ở đây có bán yến rồi luôn ha, di cá rồi, con bóng cá rồi đầy đủ luôn. À, nhiều quá chừng luôn. Tôm khô này nhiêu ký chị? Cái đó 1.2 triệu. 1.2 triệu loại bự nhất ha. Còn loại này chị? Cái đó mà cái nó 7 triệu rồi nha. Loại này, cái này rẻ hơn nữa ha. Dạ. Là 4 thứ không? Nè, 1.2 triệu, cái này ngon các bạn. À. Mỗi thứ 2 bịch hả? Đặc biệt ở đây kẹo dừa rất là ngon luôn, mình mua một mớ về làm quà các bạn. Chưa đựng chuyện ra để trong đi lát nữa hả chị? Đủ loại luôn nè, đào rồi đủ thứ xí muội. Tôm khô này là 900 ngàn. Đó, mình mua tôm khô đó các bạn, này 1.2 triệu, quá trời bự. Nhiêu chị? Dạ. 1.1 triệu. Mua tôm khô không? Tôm này không cần. Đây khô bò này ngon. Khô bò này nhiêu ký chị? 700. Cá đuối sao nó không lấy hả?
Rồi, không thích lắm rồi. Đã khô lại, đa số em mua cho mấy đứa em bệnh, ăn chưa về nó ăn rồi. Mười năm sau trở về đã. Mình mua mấy gói mãng cầu me với me giòn. Me giòn, me giòn ăn cũng ngon các bạn. Bốn gói này chia chút. Để hai ký này, hai ký kia. À, kẹ mứt dừa này anh là 3 ký nha bố. À, mứt dừa, mứt dừa dẻo. Thì mình mua từ bị nhỏ nhỏ gì vậy cho mấy bạn luôn các bạn. Hai người. Mứt dừa 6 gói nhỏ, 4 gói lớn. 3 ký rưỡi. Đây có gói rồi đó. Em đâu nhớ. Đi dâm chị. Em không có bán khúc, em chỉ bán con thôi. Tại em thấy chị nói loại mà khúc 5 năm mà không phải. Em bán nguyên con. Rồi với chùm ruột. Chùm ruột là của chị ha. Ký rưỡi. Chùm ruột muối ở khu này hả trời? Chùm ruột. Chùm ruột, chùm ruột. Chùm ruột muối á, khô khô quá vậy. Muối ớt. Ký rưỡi á chú. Ký rưỡi gì? Chùm ruột. Chùm ruột. Chùm ruột với muối ớt. Ở đây thì mình mua xong người ta đóng sẵn như thế này luôn các bạn, rất là tiện luôn. Nhãn á bố. Nhãn sấy hay rồi. Ủa nhãn sấy là nào đâu trời? Mình thấy nhãn khô á để mình nấu chè. Nấu chè giòn ngon lắm. Dạ, nấu chè xong bổ lượng. Rồi với nửa ký mực. Mực, ký tôm khô. Ký tôm khô với kẹo dừa. Kẹo dừa. Mày có mua hủ cơm không? Không em mua cho. Để lên đi, hồi chị chia ra hai gói. Ồ, cá cơm này nữa nha. Tôm khô kẹo dừa cho chút. Ký tôm khô, ký kẹo dừa. Nửa ký mực. Mực đi rồi. Rồi cá cơm. Cơm nãy của mình mấy hộp vậy? Ký cá cơm. Ký giòn, ký mềm. Ký giòn với ký mềm. Ký cá khoai. Này, ký cá khoai. Cái này là cá cơm. Cái này cá chép hả chị? Cá chép. Cái này cá chao cá mặn á, tại này về là chân với thịt ta rồi. Phải không? Phải không? Ừ, gần gần. Dạ, ngon lắm luôn. Mày thịt ta gọi thịt xay gì đó ngon. Đây ta bán nguyên con xong rồi ta khứa ra cho mình. Ở thịt ở chép à. Thơm lắm nè cá. Ba thích ăn này thôi chứ. Ngon lắm á này, ăn cơm nóng nóng chứ khô khô quá trời đất vậy ăn. Hai cái này chắc cũng bộn á anh, mười mấy cái ký á. Có thằng Ben sách đi Ben. Thằng Ben cũng có một tụng nữa nè. Dạ không? Wow, giỏi dữ vậy ta. Thì hôm qua tụi mình đi chợ An Đông mua mớ đồ khô để đem đi rồi các bạn. Lạnh gì má? Lạnh dưa cải chua đặng vậy chơi có ông con gái má đem về bển ăn. Sao má không để chị làm, má làm chi cực vậy? Má nói vậy nãy nó làm cũng à, lúc mình má còn khỏe các bạn. Mỗi lần mình về là má đều chuẩn bị cái đồ cho mình đem đi hết. Bây giờ má già, má bây giờ muốn làm, má không muốn ai làm hết. Không biết con về thì sao nữa má con. Má làm đồ cho con không? Nó đang khỏe đi. Buồn quá, không biết là buồn. Con tranh thủ 2 năm con về ha. Mấy cái cải chua này, mấy cái dưa gan làm chua này ở nhà làm luôn các bạn. Xong rồi giờ má cắt xong rồi mình vắt hả má? Rồi nha, cắt thì là rửa rồi vắt để lấy giấy bùn á, vắt cho ráo chừng nào nó giòn chừng nấy. Tại sao mình bỏ nước tương vô mình trộn á. Ừ, nước tương. Ủa mới nước tương với ớt mình có nấu lên má? Nước tương hả? Dạ. À, ủa thắng. Thôi thắng mà thắng. Thắng với mình bỏ tỏi ớt ha. Ừ.
này mình làm mình để lâu đâu được á hả má. Ở bển con vô hủ, con vô hủ lại với có gia vị ở trong rồi có chút muối đường này kia cũng có rồi. Dạ. Rồi thì để ở trong tủ ăn nhiêu gấp ra nhiêu. Dắt nó ráo luôn, nó không queo luôn á. Mình dắt càng ráo là càng giòn đúng không má? Đúng rồi. Cái này thì mình cắt càng ráo rồi dạ, nó càng giòn đó bạn. Tại vì thường á hồi xưa là hay đúng rồi, dắt cái ráo chừng nào nó giòn đấy. Dưa mắm. Ừ. À, nhưng mà cái dưa mắm á thì không ráo để nó cũng dở nữa. À, cái dưa mắm nhiều khi mình để nó lâu thì nó mặn. Cái này thì mình thích ăn hơn, nếu mà trộn mức tương thì nó ngon hơn. Ờ chị mua rồi hết rồi mấy. Mua rồi hết à. Mua hết rồi. Xong. Đây thì mấy khúc mía rồi các bạn thấy mấy tay á, nó vàng á, xong mình dự định đem ít khúc đem đi trồng. Trồng hả? Chỗ đâu trồng? Con trồng bể nó chỗ mà chắc đem chừng khúc hay khúc thôi, chứ nhiều quá đâu có đem nổi, nó nặng lắm à. Bé bên này có đãi phở Út ăn ăn phở không? Út hết tiền rồi. Tiền đâu đãi. Đãi đi. Quá mà. Hết tiền rồi, không còn đồng nào luôn. Hết trơn rồi. Ở xin ông nội đi. Nội 60 ngàn rồi con với bố đi ăn. Không có tiền. Ở xin ông nội. Đáng đi lấy. Hả? À, lấy đâu? Trong phòng. Ở trong phòng. Trời ơi. Đập heo. Trời ơi, đãi vậy ta. Nó có con heo tối trời cái gì. Đi đập heo ừ. Trời ơi. Cứ ghẹo nó đãi cho mình ăn mà cứ. Ừ, đập đi gần cho Út mày. Đãi bữa Út bữa coi. Mua vé máy bay. Kêu mua để ăn phở nó để vô phòng kiếm tiền. Đẹp à. Còn có nhiêu tiền? 21 ngàn. Mấy ngàn? Có 15 ngàn hả? 20 ngàn? Ừ, 20 ngàn đủ ăn chú chiên rồi con ơi. Bé nó nấu ờ vậy chơi để đãi bốc chú chiên không? Từ nghề của bạn đi đập heo mới được 20 ngàn. Vô buồn lấy tiền đi. Có miếng giải. Ừ. Ủa nãy mình rửa rồi, giờ mình rửa nơm á. Rửa chứ, rửa rồi mới trộn tỏi ớt, năm tỏi ớt, nước con hả? Rửa quá khi nó chua không ta? Chắc rửa một lần thôi mà. Tại nãy má rửa rồi đó. Hơi chua chua, mặn mặn. Giòn giòn, ăn thử coi giòn không? Cũng được, à. Cái này tôi nghĩ là nếu mình vắt khô thì nó mới giòn hơn. Vắt khô mới giòn, khô nào giòn. Vậy đó. Cái này phải vô lấy bằng cái khăn ha, cái vậy mùng mới dắt mới ráo mới khô nước chừng nào nó giòn nãy. Cái bao. À, dắt nó ráo dữ ha. Ừ. Giòn á. Nè, con ăn thử coi giòn. Dắt nước ráo chừng nào nó giòn nãy à. Cái này bỏ vô cái bị thì dắt nó mới ừ. Nó mới giòn. Vô bị này mới dắt được chứ mình dắt tay đâu có khô nổi, đâu có ráo nổi. Cũng còn hơi chua chua mặn mặn. Này cái mình trộn thì đó. Thì đường, giờ mình trộn ớt. Đường, bột niêm, tỏi ớt. Vậy đó. Cái mình nhận vô hũ. Dắt ráo chừng nào thì nó giòn chừng đấy à. Dưa gan. Dưa gan mình chua hết con. Muối. Giờ cái tỏi ớt về. Trộn nước tương à, đường. Giòn lắm. Để tủ lạnh ăn với cơm ha, ăn cái cháo cũng ngon. Ừ. Cái đó cháo thì ăn phải mặn mặn ở cháo là dưa mắm phải không? À, dưa mắm. Ăn cháo chưa? Chưa, chuẩn bị. Mày biết tao miếng tay hả? Miếng tay mà em nghĩ chắc mình lấy chừng khúc hay khúc à. Thôi má đừng buồn à. Con em tranh thủ 2 năm con về ha. Con khóc. 2 năm biết má còn không? Khỏe mà, má còn khỏe. Dắt ráo nữa chừng nào nó giòn chừng đấy à. Chứ còn con nghĩ chắc chừng hủ rồi má ơi. Hả? Hủ hai hủ à. Ừ chắc cũng được, được ba hủ à. Không được đâu. Hả? Không được đâu. Cái này ở nhà mình làm á. Cái này bữa nhà của cậu Sáu cho đó.
Dạ, bữa làm mới ở trong tủ lạnh á, có ăn rồi mình lấy ăn, còn cái này mình làm mình đem đi. Chứ cái gì mình sắc, mình dắt ráo nước chừng nào thì nó giờ ăn nó giòn, nó cứng nó giòn mà chừng nào. Mình càng ráo nước thì càng ngon các bà, tại vì nó thấm càng cái dần vô nó giòn. Càng hơn. Ráo nước là còn ngon. Còn mình giờ không có nước này không ấy. Ăn nó nên kêu à? Nó xẹp xẹp chứ nó không xẹp, có ấy. Nó xẹp xẹp chứ nó không có giòn đâu, nó không có kêu rạo rạo đâu. Ở đây mấy củ khoai tím này mình mua về cái mình rửa là các bạn để dành mình đem bển trồng. Này có mọng luôn rồi chị. Có mọng luôn, cái chuyện giải mọng nè. Đâu rồi? Sao mọng quá hết rồi ta? Vì bển trồng nha, một củ phải trên 1 kg á, loại khoai này á. Nấu canh là nó tím luôn á, tím cái đồi canh luôn. Tại vì báo không để con yên tạo mình đọc cái gì đó. Ờ ai biết. Đó, bự. Thì cái này mình gói lại cho nó ẩm ẩm á, cái mình bỏ vô bị cái dơ bển khi đâu nó lên mọng. Kìa, sao lưng kìa. Bà mẹ Việt Nam thì đang bầm tỏi ớt ở lẳng các bạn, để trộn ba cái dưa món. Ở đây thì phải tím này rẻ dữ lắm luôn, có 10.000 ký à. Trời ơi, có lúc 15.000 2 ký nữa. Quá là rẻ luôn. Ê, đâu bỏ mịt được. Sao vậy? Mình bỏ mịt nó hầm hơn sao? À, ông chưa bỏ mịt ủ á hả? Ừ, thì không, cắt 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 mấy cái lỗ á, làm cho nó... Xong rồi đây lấy kéo nhỏ. Mày chút đó mày lấy kéo. Rồi bỏ chắc chú lấy băng keo ấy lại. Đó, cắt lỗ lỗ luôn. Rồi, mía chị. Gói mía mía luôn. Rồi cắt lỗ lỗ, đừng cắt nhiều lỗ quá chú ơi. Đi đít á, chừng 2-3 lỗ thôi. Phá thì sợ luôn à. Úc à, bà Úc đi, Ben có buồn không? Buồn có không? Vậy sao ông ba bà Úc ăn gì vậy? Ê, gói gì lội đầu vậy được không? Được, chắc gói sơ sơ. Để ông kèo quấn. Chị ơi, gói đi, vậy nè. Bỏ mấy giấy báo chị tặng cho nó hai cái, nó đừng có ấy. Không, gói đi, một cái giấy báo thôi. Vậy nè chị. Vậy đó, ừ, tặng cho nó. Cái đậu này thì mình mua bánh tráng gạo để đem về bển các bạn. Thì bánh tráng gạo về bển cái nó lạnh á, cái nó hay bị dính với nhau, cái nó giòn, cái mình lấy ra không được. Thì thường ở đây thì mình lót xíu ni lông vậy nè, ni lông vậy nè, đặng cho nó không có dính. Giỏi vậy ta nè, lấy ni lông. Anh ba thì đang cắt ni lông ngoài. Bà mẹ Việt Nam thì mấy cái mắm này thì mình mua xong rồi thì má mình vô trong cái hũ. Ở trong có một cái bịch nữa. Ở ngoài thì má cột theo một cái bịch nữa các bạn. Rất là chặt luôn, tại vì đi nó liền nhiều lắm nhưng khi nó bị bung. Làm vậy là chắc ăn luôn má ha, không có bị bung á má. À, thường là tụi mình đi hay là má gửi đồ, lúc nào má nó là người gấu hết các bạn, nó rất là chặt luôn. Vậy giờ lên con coi má, vậy là bảo đảo luôn ha, dục kích máy cũng không có sức nổi ha. Thì chị cũng cột thun thì làm vậy nó ấy không nào, trong tôi cột thun nhiều lớp rồi mà làm được có không khí á, bung bung nè. Đây là những mắm các bạn, những cái gì mấy gì gửi mua đem thứ luôn, đủ mắm mắm tôm nè. Để nó có. Cái này là mắm cá cơm, mắm chua. Để nó có lóc. Mắm ruốc của chính là cho luôn. Ở cái dứt khoát là không có thịt nha các bạn. Cái này mình mua mắm ở ngoài chợ xong rồi người ta bỏ vô cái bị, các bạn về cái mình bỏ vô cái bị khác, bỏ cái hũ xong rồi đậy nắp lại rồi bỏ thêm cái bị nó cột thun chắc nó bảo đảm luôn. Mắm chua là làm mấy cái kỹ không nó bung hơi dữ cái này, người ta dục quá nó bung phải chín rồi anh ơi, đếm 50 cái anh bỏ vô bị cho em luôn được không? 50 hả? Dạ. Vậy được, có cái bị bự á, trên đây là đủ 50 chứ, đây để nó nằm tùm lum á. Giờ quá trời. Cái này chắc dơ giống đang làm gia công quá. Người làm công đoạn.
Giống như đang đang làm thật sự ra bây giờ mình về mình đem có mỗi người được hai thùng khoảng 40 mấy ký, các bạn 45 ký, không có bao nhiêu á. Để mấy cái này mắm là mỗi cái 1 ký hơn không à, nhầm cái mắm bự là 2 ký luôn á chị. Cái đó chứ còn không? Cái rưỡi hả? Mà bánh tráng này nặng dữ lắm luôn à. Cái mắm đó là mắm lóc mà. À đúng rồi. Mà cái lóc đi về là chân á, chân thịt ba rọi đồ. Thí vô phụ nè, ủa con bông đâu rồi ta? Bông đâu rồi? À trời ơi, nãy giờ bông đi đâu? Ở sao bệnh hả? Lên bếp coi coi. Bệnh hả? Nhẽo gì bệnh gì? Lại phụ ông nội kìa. Mấy cái này sao không? Cái nóc lại lên được không? Vậy là được hết rồi. Vậy được rồi. Giờ mày cầm đi. Rồi mày nói. Ừ, giờ làm đại không có ghi tên để vô cái gì. Rồi để đại em nhìn em biết à. Mắm rút khỏi bung làm không? Không bung không khỏi làm. Mắm rút là nó không bị bung. Mắm rút bung mắm chua là phải làm kỹ để nó bung. Mắm chua nó hay bung lắm. Ủa mắm chua chị ấy bằng keo nữa hả? Không, mắm chua không bằng keo bung sao? Chị làm mẹ không mắm chua thôi. Mắm lóc hả? Lấy bằng keo mắm chua thôi. Chưa được, con lấy cái này sắp qua 1 mét. Cái này nè. Phá của người ta. 50 cái. 50 cái, nó 50 hả anh? Bỏ vô thầy ra không? Dạ, bỏ vô. Em có quên rồi. Đếm mày hỏi tao, tao có biết đâu. Hôm qua nó đi thành phố, kêu nó đọc, nó đọc được có một bảng hiệu một thôi à. Đọc chữ gì mà sao nó nói chữ nào cũng có chữ đó hả với chị? Chữ long. Chữ long. Còn... đâu có cột lại nhà để vậy thôi phải không? Cột chặt lại luôn anh. Cột luôn. Nó ngủ mà nó nắm tay lên nó sợ tao đưa bỏ xuống đường nó cứng ngắc. Ừ. Này là mình bỏ vô bị lót xong rồi bỏ bị cột lại các bạn đem đi cho nó dễ. Này mấy cái mắm chua thì mình cột xong rồi phải đàn băng keo rồi các bạn cho nó kín á, làm cho nó không có bị phồng tại vì nó chua. Nè cho con này không? Đó, chặt ăn luôn. Mắm chua đàn thôi, mắm chua với mắm này nè. Giỏi quá ta, thằng Thí cũng giỏi vậy ta. Mấy con chạy qua hôm nay còn ăn kem cho uống cồn nữa đi. Được không? Thế kêu thằng kêu mít hoài sao cũng không kêu cái nào, kêu mít hoài à. Anh luôn vậy nhìn coi hái có không? Nó chịu tao được rồi, nó tiếng nè. Nó tẩn thôi. Ủa lấy vài trái, hai trái nữa rồi bỏ nó túi sao? Thì cho nó thích bạn. Có cái này đủ 50 một cái lép hả? À, không biết nữa. Cháu thì mai ra mua. Ừ. Cốc, à, thì vô xong hết thì coi đủ nhiêu rồi, ngày mai mua trái cây. Sáng mua rồi đem đi luôn. Chứ chắc mua rồi giờ đủ gì, không nháy được sao thì... Còn đồ không chắc lại gì đâu. Ở dưới lại có 4 ký của cô ấy bỏ vô được không? Ê, còn cái gì với tủ lạnh nữa nha. Thì của cái cô đó đó, có chỗ không bỏ vô luôn đi. Nhớ lấy á, ông hay quên. Nhớ là lấy để mình bỏ lại đó nha. Đây. Nó xuống thôi à. À, dắt thì cũng khô dữ mà. Khô lắm chứ, nó dắt mà phải có dài. Mà nãy nó phơi đúng rồi phải không? Không có phơi. Phơi ra tao lấy vô ra. Ồ, nó ra phơi nắng cho nó ráo ráo các bạn. Nó vậy đó, nó kẹo vậy đó. Nước có mới ra, nước có mới... Này nước tương với đường. Ừ, cái gì đó. Cho nó kẹo vậy đó. Này. Tại mình nấu không để đánh về cho nó ướp ít quá, tỏi quá nhiều mà tỏi tâm anh coi tầm có cái này lại nè. Để nó xanh xanh cũng được, có đỏ đỏ. Thôi con không ăn ớt.
Hả? Thì bỏ tỏi với ớt, trong những cái bạn mà không có ớt cho nên bỏ. Cái này chắc má rửa tay xong rồi mình ấy luôn á. Hả? Rửa tay xong mình bóp luôn á cho nó dễ. Đúng rồi, bóp lên ấy. À, bây giờ á, mày đem xuống á, ít tí nước cho nó có hơi nước nóng á. Ừ, chúng là nước hả? Chúc ra nước rồi bỏ nước lắp nó trên nhà. Ta làm cái kẹo dẻo đây, kẹo dẻo. Thì ta làm càng đặc càng tốt mà. Đây vậy nó như vậy nó mới giòn lắm á. Tại vì mình dắt nước khô mình bỏ nước nó sợ nó mềm. Này chuối chát các bạn, ở bên nhà của ông nông dân mình thích ăn chuối chát lắm. Chát thì xin nguyên hoài luôn, này xin là cũng như hàng xóm mà cho luôn á. Gọi giấy báo lại. Dạ ở dưới ngoại á. Gói lại cho nó rút cái mồ hôi dẫn đi đeo. Cái này có khế, khế chua. Khế này chắc là em mới ít thôi à. Chua tàn, sáng qua con mũi nó lấy cái. Tại vì cái khế cũng có tàn ăn lắm. Ở nhà thích ăn chuối chát với lại vì bạn mua thơm á. Nè được lắm á. Ê, mày mua ba thơm thái qua đây quên ăn mày. Chịu các bạn. Ăn gì phải thơm. Thơm thái nó ngon lắm á. Còn mấy hũ này chắc hai hũ. Bỏ vô hũ luôn đó. Hai hũ rồi ha. Đào cơm bằng chưa? Mà đi rắc ra nước không? Nước bông bông luôn chở rồi mà kìa. Má lấy thêm cái hũ ở đâu rồi ta? Hũ chưa cái đâu? Má lấy, má bỏ vô đi. Má nói bệnh vừa được không? À để được rồi. Hũ chưa thằng Hà. Bỏ vô đi má, cái hũ á. Chị hết bớt lên cái bớt rồi chị. Khế nữa kìa, ê khế nữa. Con nghĩ nhận ấy chắc hũ. Wow. Chắc hũ phải đem bánh chưa? Hũ à. Mấy cậu cho thì đem bánh cho bác ăn. Để em nói chắc thủ rồi chứ đâu được hai hũ. À, cũng như mày nói ít rồi hả? Ờ, chứ đâu có gì, từ nãy tưởng đâu má nói ba hũ. Chắc thủ. Từ nãy á, ta nói ăn, không được, anh ta kiếm được nói ra. Trời ơi, phải tao nãy tao kêu ông Trang kiếm mày. Tao. Dạ rồi. Đó, phải nheo rồi không cho để mất kiến. Đó, giỏi vậy. Còn bông không làm vụ được cái gì đó trơn. Ờ cái hũ này của bà cố rồi, chứ nãy giờ ốc kiếm ốc chết. Lấy cái hũ khác đi con, dưới còn hũ á, đưa cho bà cố bỏ vô. Hũ mày lấy hũ chứ nhìn chịu à. Chữ rồi con. Trang ơi, mày thường quá Trang, mày nãy bỏ vô cái bịch rồi bỏ vô. Nó cạn lắm sao. Mày chứ bỏ vô đâu. Tao kỹ, tao bỏ vô cái bịch cho cột rồi tao bỏ vô. Cái chua nó bị phình nè. Với chua như mắm chua vậy đó. Ủa con ăn thử không ta? Bảy ơi được chưa? Ờ có vừa không nữa. Nhìn thêm chứ. Ừ. Ăn lạc thì có thêm chứ. Được chưa? Hơi ngọt, cái này phải xem chứ nước mắm nữa mới ngon. Tương. Tương. Thôi được rồi, được rồi. Ấy, nước tương. Cái này làm cái mặn lắm rồi. Không cần nó lại phát. Ổn ha. Cái này dứa này đem vô. Chứ xả là đem vô nhà còn không ấy á. Mà xả em bởi em đem về em ngâm nước em cũng đem vô nhà để cả tháng rồi mới trồng bột. Ai biết tao nghe nói. Cho mắm trồng tự dưới lên cho dễ. Dưới dễ gì mà. Cái này làm sao cũng ngon quá chừng các bạn. Giảm ra nè. Giảm cái miệng mới vô được. Màu cũng ngon đó ha. Rồi, thử miếng mắm coi. Nhà mình chuẩn bị mớ mắm rồi gói đồ cũng xong, các bạn bánh tráng rồi coi như cũng xong rồi, còn mấy cái khô thì mình mua giờ. Ngon lành. Khô đưa em lên coi anh, khô thì mình mua người ta bây giờ người ta đóng hết trơn rồi. Khô thì ngon hết rồi. Đấy. Khô lóc rồi khô sạch mình dặn mà chưa lấy. Trời hả? Hồi chứ không có lọt mà. Dạ. Cái dưa này ngon không chị? Ngon. Trời đất, cái này mà về cơm mình nấu khô khô á, bỏ lên ăn cái dưa mà. Thôi nói như đó được rồi. Quảng cáo quá à, làm cái quảng cáo thì ớn à. Thôi thì bây giờ thì chuẩn bị xong rồi mình đóng thùng rồi có thể đi rồi các bạn, ngày mai đi rồi. Thì mấy cái mắm này là cũng như gần tới mình mới làm. Còn ba cái khô á thì vẫn còn mình mua mình để gửi chỗ đông đá đó. Rồi khi nào mình đi thì mình mai mình mới lấy đi liền luôn á. Còn trái cây nếu muốn thì sáng ra mua cái đóng là đi. Trời ơi, ngon dữ vậy ta.
Rồi được rồi, bỏ trứng đi. Ai làm gì làm ăn mình ăn. Rồi thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích, hôm nay đăng ký và chia sẻ để những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye má. Bye. Bye má. Cái này chắc chưa thùng rồi, coi gì nữa nè. Coi chắc chưa thùng à. Rồi bye bye. Bye à. Bye, cười cái coi. Đó, cười vui dữ hết ta. Con đi không khóc nha. Chị lết còn dán nữa mà.